Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Xót xa, vợ chí tài ủy quyền cho Hoài Linh, lo tang lễ vì chưa về kịp, từ chối khám nghiệm lý do qua đời. Ai cũng xót xa khi biết danh hài chí tài qua đời khi không có vợ bên cạnh. Thông tin nghệ sĩ hài qua đời đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và cả đồng nghiệp trong showbiz Việt. Tất cả khán giả, bạn bè thân thiết và đàn em trong nghề đều không giấu được sự bàng hoàng và niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ tài hoa. Ai cũng xót xa khi biết danh hài chí tài qua đời khi không có vợ bên cạnh. Bà xã cố nghệ sĩ chí tài đang ở Mỹ, chuẩn bị giấy tờ về Việt Nam. Theo chia sẻ mới nhất từ phía gia đình và đồng nghiệp thân thiết, bà xã của cố nghệ sĩ chí tài, ca sĩ Phương Loan, đang sinh sống tại Mỹ, đang chuẩn bị giấy tờ thủ tục để về nước. Vợ của danh hài quá cố đã làm giấy ủy quyền cho đồng nghiệp thân thiết là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh dựng thi hài và lo tang lễ. Nam diễn viên Long đẹp trai cho biết phía công an hiện phong tỏa và thông báo có thể khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân sự ra đi của chí tài, tuy nhiên chị Loan không đồng ý. Theo thông tin từ phía quản lý cũ, ngày 9 tháng 12, cố nghệ sĩ chí tài đang tập thể dục thì bị đột quỵ, được đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi. Nữ ca sĩ Cẩm Ly bàng hoàng chia sẻ, chiều 9 tháng 12 vừa nghe tin nàng anh chí tài nhập viện do đột quỵ, chưa kịp hỏi thăm tình hình đã nhận được tin buồn. Đến chiều ngày 9 tháng 12, nghệ sĩ Hoài Linh, Trường Giang và nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại bệnh viện để lo liệu hậu sự cho cố nghệ sĩ chí tài.